Rồi xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay giới thiệu cho cả nhà mình một cái chậu lồng phun nước nha. Chậu này đặc biệt mình để cái tay lên đây nè, mình chỉ cần đẩy nhẹ là nước nó phun lên nha. Mình đẩy tới đây luôn là tự động nước nó bắn lên nha. Phát cả tiếng kêu nha. Bây giờ làm lại cho cả nhà mình xem nha. Đây, bây giờ đầu tiên là mình phải để lên trên một cái tấm thảm cho nó bằng nha. Rồi sau đó mình cái tay mình thấm nước một cái cho nó ướt. Rồi mình chỉ cần đẩy nhẹ nhàng lên trên cái thành thôi là tự động nước nó phát ra tiếng kêu và nó phun lên thôi. Làm lại lần nữa nha. Đây. Rồi, cảm ơn cả nhà mình nha.